Vâng, xin chào người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lấy cây Glock 18 Auto và sẵn như mình review khẩu và sáu sơ luôn. Thì nói chung thì yêu cầu đây là rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần một cây súng máy và một cây Glock 18 sơ. Còn sáu sơ solo cũng đơn giản thôi. Solo mà thứ 8 thì để mà vượt qua được cái này thì đủ sáu sơ các bạn không được bắn bình thường nha. Các bạn để dành đạn cho cái này thôi. Cầm được để chỉ đi co hover nhé. Còn chừng nào đông lắm thì bạn mới nhập bom mà. Khi bạn mở kia lên thì bạn có bắn sang vừa đẹp môi đấy. Rồi vậy là xong rồi. Thì nhiều người thì đi được những điều là không đủ thời gian luôn que sẽ đợt trước mình đi mà. Nhưng mà thật ra mình đi thua con lần rồi. Sót vào nó nhé thì nó sẽ không nổ không để cười thì nó cây đôi lúc nó hơi đẹp đẹp cho đấy thiếu máu rồi bạn nhớ ném mấy thằng sniper vậy không. Con sáu sáu nòng có mạng chả chết rồi. Có nòng các bạn cứ cố gắng thôi khỏi cần gì về chuyện kia. Bạn khúc này các bạn cứ cầm dao cho mình. Khúc này các bạn cứ ném bom cài nhiều tốt. Okay.
cây. Khi bạn mà kiểu bạn bị drop mấy cái kiểu giống như mình đây này, các bạn cứ có để mấy quả đi tiếp bạn sẽ leo lên. Khúc này mình không biết cách lo nữa, mình phải té chết rồi. Còn khúc này thì mắc dễ rồi, nó bị kẹt ở góc nhà này, góc cái cửa này. Khúc này bằng cứ bật kẹt sang. Combo. Đấy. Các bạn vẫn cứ giữ rồi phải sau xây trước đã, đợi chừng nào boss xuất hiện rồi hãy các bạn đó. Xong.
Rồi. Chó nữa. Thôi. Ok, mày. Mày còn đạn. Ok. Còn không đủ máu hết lên. Ủa bên mình đi. Ui. Đi. Vãi cứt. Rồi thì nói chung là lo quay không được. Nhưng mà thôi thì đấy là mình cố gắng mẹo đây mẹo của mình là mình chỉ mọi người chưa giờ quay được. Ok, sau cũng có gọi là 18 auto. Giờ mình sẽ dừng clip ở đây. Rồi, gặp lại mọi người sau.